Kính thưa quý vị, tối 19 tháng 12, nguồn tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC khẳng định, HCDC không mua kit test nhanh của công ty cổ phần công nghệ Việt Á, tức là công ty vừa bị cơ quan công an điều tra về hành vi nâng giá bộ kit test xét nghiệm chẩn đoán COVID-19, tức là bộ kit test PCR, vì giá thành của công ty này cao hơn rất nhiều lần so với giá thành sản xuất. Theo nguồn tin, công ty Việt Á cũng có hồ sơ mời HCDC mua sắm kit test. Tuy nhiên, giá thành công ty này đưa ra quá đắt, thấp nhất là 470.000 đồng một bộ, và cho rằng đây là giá thống nhất cả nước. Do vậy, HCDC quyết định không mua và tìm mua của một số công ty có thương hiệu khác có giá thành thấp hơn, cao nhất chỉ 217.000 đồng một kit test. Vừa qua, Bộ Công an đã làm việc với HCDC đề nghị cung cấp các hồ sơ liên quan về mua sắm kit test để làm rõ về việc HCDC có mua sản phẩm kit test của công ty Việt Á hay không. Trả lời PLO về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng xác nhận HCDC không mua kit test của công ty Việt Á vì giá quá cao. Như PLO đã thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây vi phạm pháp luật trong việc sản xuất kinh doanh bộ trang bị y tế chuẩn đoán virus xét nghiệm SARS-CoV-2, gọi tắt là kit xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại công ty Việt Á và các đơn vị địa phương. Căn cứ kết quả điều tra, C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với 7 người về tội danh nêu trên, trong đó có ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hải Dương. Tháng 4 năm 2020, công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành cho sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19. Tính đến nay, công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm cho CDC và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước, với doanh thu khoảng gần 4.000 tỷ đồng. Theo đó, lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu test COVID-19 của các địa phương trên cả nước, sản phẩm kit test thuộc danh mục được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, nên Phan Quốc Việt đã chủ động cung ứng thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế trước cho các bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố sử dụng. Sau đó, Việt thông đồng với lãnh đạo các đơn vị này hợp thức hồ sơ chỉ định thầu bằng cách công ty Việt Á sử dụng các pháp nhân trong hệ thống, tức là công ty liên danh, công ty con, để lập hồ sơ chào hàng sản phẩm, xác nhận khống các báo giá, để hoàn thiện hồ sơ ký hợp đồng thanh quyết toán cho công ty Việt Á theo giá do công ty Việt Á đưa ra, cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất. Thực tế, Phan Quốc Việt và những người của công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào, đưa vào thuyết minh cơ cấu giá xác định giá bán là 470.000 đồng một kit, thỏa thuận và chi tiền phần trăm hợp đồng cho lãnh đạo bệnh viện CDC các tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm. Đến nay, C03 đã làm rõ sai phạm trong việc công ty Việt Á bán kit xét nghiệm COVID-19 cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng. Trong đó, Phan Quốc Việt đã chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương, tổng số tiền là 30 tỷ đồng. Công an xác định hành vi của Phạm Duy Tuyến, Phan Quốc Việt và những người liên quan tại CDC Hải Dương, công ty Việt Á là vi phạm nguyên tắc công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, vi phạm các điều cấm quy định tại luật đấu thầu, có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 222 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ngày 10 tháng 12, C03 tiến hành khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại 8 địa phương, gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Thừa Thiên Huế, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Nghệ An và triệu tập ghi lời khai trên 30 người có liên quan. Hiện C03 đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các cá nhân đơn vị liên quan để làm rõ bản chất của vụ án, yếu tố tư lợi, rà soát kê biên tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho nhà nước. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.